Trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Video ngày hôm nay thì là một video có cái sự phối ghép giữa Sony HS1, một trong những chiếc ampli số kiêm ổ cứng rất là hot tại Thanh Tâm. Thiết bị này về hàng thì đều là anh em đặt cọc trước tiền để đưa về, cũng như là về hàng khoảng một tuần là anh em đã tham khảo và bê về sử dụng. Tại vì đây là một trong những cái ampli như em đã chia sẻ với các bác ở rất nhiều video trong cái kênh Thanh Tâm. Nó sở hữu những cái tính năng rất là ưu việt và các bác sẽ không thể bỏ qua khi mà tìm hiểu hết được những cái tính năng của chiếc ampli số này. Đây là chiếc ampli số được đặt riêng cho một bác khách ở trong miền trong Tiền Giang gì đó, em nhớ không nhầm. Bác có đặt một đầu Sony HS1 này với cái hình thức là nguyên thùng xốp. Thì ngày hôm nay thì cũng tiện là một cái video để gửi tới bác hình thức của thiết bị này trước, thì cũng là một cái video phối ghép giữa với cả Victor với cặp D500 để các bác cùng trải nghiệm thêm chất âm của cặp loa này. Ok. Đầu máy Sony HS1 được về hàng với hình thức là nguyên thùng xốp và khoảng trên 98%. Đây là thùng xốp của thiết bị này. Đây là thùng xốp của nó, thì về hàng thì nó sẽ có cả remote zin, dây nguồn này, remote và một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng. Các bác lưu ý nhá, con HS1 này nó sẽ sử dụng cái app HDD Audio Remote ở trên điện thoại, dùng rất là mượt mà, một trong những cái app em đánh giá cao nhất trong tất cả những dòng DAC cũng như âm ly số. Đây là hình thức của Sony HS1, về hàng rất là đẹp, các góc cạnh các bác có thể thấy này. Nhưng duy nhất ở trên mặt nâng máy thì có một đoạn ở chỗ này nó bị xước nhỏ một tí bằng đầu móng tay đây, và đoạn cuối này nữa cũng chia sẻ với bác chủ ấy luôn. Còn tổng thể máy rất là đẹp, xuất sắc. Các góc cạnh, màn hình đẹp, không bị sọc, không bị lỗi màn hình sọc, các bác nhìn để ý nhá, không bị lỗi màn hình sọc ngang này. Hiển thị thông tin rất là chi tiết với bìa album này, rồi chất lượng tín hiệu là 16 bit này, rồi đuôi định dạng là WAV này, tên bài hát, rồi album, tất cả mọi thứ đều được hiển thị trên cái thiết bị này. Chuẩn HDS audio với khả năng giải mã ADSD tới 11.2, và Sony HS1 được trang bị công nghệ DC độc quyền của Sony Audio. Công nghệ DC như em đã chia sẻ với các bác thì họ sẽ biến một bài hát chất lượng thấp, cố gắng để nâng tất cả các giải lên thành một bài hát chất lượng cao, tới cái định cố gắng nên tăng tới định dạng WAV để các bác cùng trải nghiệm. Đây là một công nghệ độc quyền của Sony. Sony HS1 thì ổ cứng mặc định trong máy là 500GB các bác nhá. Vì thế nên các bác có thể thoải mái cóp tất cả những album yêu thích của các bác vào dòng máy này, và cái thao tác của các bác chọn bài đều được thực hiện trên điện thoại hết. Các bác không phải lo về cái
cái phím cứng ở trên mặt máy này. Ở đây chúng ta sẽ có tăng giảm âm lượng này, nick bài, tất cả những setting cài đặt ở trong này. Hiện tại thì em đã nâng cấp máy lên cái firmware mới nhất. Đây là phía sau của Sony HS1, các bạn có thể thấy này. Đây là đường optical để chơi từ TV này, đường đồng trục này, đường cắm mạng. Hiện tại em đã kết nối wifi vì thế cái dây mạng em không cắm nữa. Một đường USB để cắm thêm ổ cứng hoặc USB gắn ngoài này. Một đường DA direct để ra hệ thống khác này, hai đường analog in này, hai đường line in này và hai cầu loa dạng bắp chuối tiêu chuẩn. Được thiết kế thêm một cái quạt tản nhiệt ở đây để cho cái không gian cái hơi nóng khi mà máy hoạt động sẽ được rút hết ra ngoài sau qua quạt đấy. Ok. 16 triệu rưỡi cho một chiếc Sony HS1 full box hình thức 98%, sách tay từ Nhật về, điện 100V. Và cũng chia sẻ với các bác luôn, dòng máy này được lắp ráp tại Malaysia. Bây giờ chúng ta sẽ chọn bài. Ngoài cái remote gym thì chúng ta có thể chọn bằng điện thoại cảm ứng rất là tiện. Ví dụ em đang dùng một chiếc điện thoại Android để chọn này, các bác có thể thấy. Chúng ta có thể chọn về phần hải ngoại. Ví dụ trong này chúng ta cóp rất là nhiều album này, đó. Rất nhiều. Đấy, chúng ta sẽ chọn một bài và máy cũng có khả năng tinh chỉnh bát chép ở ngay trên mặt máy cũng như là ở trên đường trên cái app này nhá. Tăng âm lượng này, công suất rất khỏe. Rồi có một ngày sẽ một ngày chinh chiến tàn, anh chẳng còn khi chẳng còn khi ngoài con tim hết. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, thép gai răng với lũy hào sâu, lỗ cho mai với những địa lồi, đã bao phen máu anh tuôn, cho còn lại đến mãi bây giờ. Xuân này mình em lệ bóng, có còn tiếc nhớ xuân.
trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Phải là chiều mà nhuộm em đến tim, sông có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến, dù sóng đã làm em nghiêng ngả. Ok, vừa rồi là em có test cái bộ dàn ampli số Sony HS1 cho bác Hạnh ở trong miền trong. Với những cái thể loại nhạc khác nhau thì bác có thể thấy là cái sự kết hợp giữa Sony HS1 và Victor VKB500 cũng là một trong những cái sự lựa chọn không thể bỏ qua. Cặp loa với mức giá là 45 triệu, Sony HS1 hàng nguyên thùng xốp, hình thức trên 98% với mức giá là 16 triệu rưỡi. Bác nào quan tâm tới một trong hai thiết bị này thì có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm Audio. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.